Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sống. Chào các anh em đã quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một combo âm ly đèn và loa đây nha. Nguyên combo zin của nó hết. Cái cặp loa phải không? Cặp loa của nó lại một cặp loa với lại âm ly đèn ở giữa đây. Cái con là chạy ha. 4 bóng công suất nha. Đó. Nhìn thấy rõ ràng 4 bóng ở trong. Đây là bóng rè đằng trước. Thông số có gì ha, coi phần mô tả nha. Thì đằng trước nó chỉ có một nút mà power điện nè. Đó. Nút volume. Và nút chọn ngõ vào. Đó, đơn giản vậy thôi. Không có chỉnh bass chép, không có gì nha. Cái này có thể anh em nghe phone nè. Nếu mà nghe phone là tự động hay cặp loa nó mất tiếng luôn. Anh em đừng có hỏi cái này có remote không nha, cái này không có remote nha. Mà mình thấy rồi, đã chêm đi đèn là vằn, nó có phê, nó có phê hơn nha. Đó. Cái model đó là CA Vizio, trên đây nè, đó. Bóng luôn, bóng piano luôn. Thông số anh em coi trong phần mô tả nha. Bây giờ mình cái con này giá chỉ có 13.300.000 thôi nha. Với một combo vừa âm ly đèn vừa cặp loa của hãng nó luôn nha. Bây giờ mình sẽ test nghe từ ha, vẫn là từ trên YouTube nha. Tại vì người ta nói là sao mà ha, cứ test YouTube hoài. Bây giờ YouTube nó rất là thông dụng. Không phải là nhạc nó hay nhưng mà nhạc gì nó cũng có đó. Nhưng mà nó nhạc nó cũng tương đối. Nó vẫn là MP3 à. Mình sẽ test trên YouTube. Đây, mình bắt cái chạm loa của cái loa này. Đây. Loa đánh PY đàng hoàng à. Series. Rồi hôm nay mình cũng test con ha, giải mã Moon nha. Moon 100D. Con này là made in Canada nha. Đây, nhỏ gọn. Nhỏ gọn, con này 24 bit. Con này là made in Canada. Thì đằng sau nó vẫn là ba ngõ ha, đặt chân nha, USB, optical và coaxial. Mình sẽ ha, nghe từ ha YouTube mà bắt optical nha, trên màn hình xuống. Mình test thử nha. Kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như phố lá úa trên cao rụng đời cho trăm năm vào chết một ngày. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi để một mai lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông trời. Hạt bụi nào hóa kiếm thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi
cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào võ nhịp khôn nguôi. À, người ta thường nói âm đi đèn thì nghe nhạc từ từ chậm rãi hay là tự sự bôi rô nha. Bây giờ mình thử test nè, nhạc ngoại nha, với nó có tiết tấu xíu nha, thử xem coi nó có đáp ứng được không nha. Vẫn test trên YouTube ha. Test nhạc có lời nhạc đen luôn nha, thử coi nó là sao nha. Đó, nhạc đen luôn. Shake it.
quá hay luôn. Cái combo âm ly đèn với loa là một bộ là 13 triệu 300 nha. Nhưng mà cũng không ha, cũng nhờ là cái con giải mã này nha. Nhớ nha, giải mã mua này là mình đang bán là 7 triệu nha, made in Canada nha. 100D nha. Của Moon Audio. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi kênh nha. Nhớ đăng ký để coi những sản phẩm sau nha. Xin cảm ơn rất nhiều.